Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip về ẩm thực người Tây Nguyên mình. Hôm nay mình sẽ vào vườn hái lá mì. Mình sẽ chế biến lá mì theo công thức của nhà mình nhé. Mọi người hãy theo mình vào đấy nào. Đây. Đây là lá mì mình bị hái đây. Mình hái mỗi lá non nhé các bạn, hái lá non non, hái chủ yếu là hái đọt thôi. Tí nữa mình hái xong mình lắt lá nó thôi, rồi mình giả nhuyễn vào rồi mình nấu được, chứ để như vậy là ăn nó hơi bị khô. Thôi các bạn theo chân mình đi hái đọt lá mì nhé. Ê các bạn, đọt lá mì mình đã hái xong rồi, mình cũng đã lắt hết rồi. Bây giờ là công đoạn là mình đi hái cà rừng với lấy thêm ít sả, củ nén với bông đu đủ đực nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây rồi mình đi kiếm bông 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 đu đủ đực nữa nhé. Đây các bạn. Nguyên liệu của mình đã đầy đủ rồi, gồm có bông đu đủ đực, lá mì, mỡ heo. Nãy mình đi chợ mua thêm 3 lạng là mỡ heo, gồm sả. Hôm nay không có củ nén, mình sẽ dùng tỏi. Với đây là không thể thiếu được cà rừng, hay còn gọi là cà dại á, mọc dại ở mấy cái bụi á. Sau đây mình sẽ giã nát cái này, giã nát lá mì với bông đu đủ, cả sả cả cà nữa. Mỡ heo là mình phải rang cho nó ra hết mỡ đã nhé các bạn. Tí nữa mình lấy cả tóp mỡ, cả mỡ heo đó, mình trộn luôn cả lá mì nhé. Đây, công đoạn mình đang giã đây các bạn. Mình giã nó thật nát rồi mới nấu được. Đây, lá mì của mình đã giã xong rồi các bạn. Bỏ cả mắm muối rồi. Giờ chuẩn bị bỏ vô chảo rồi mình xào thôi. Mỡ thì cũng đang sôi sùng sục rồi. Đây chắc nhiều mỡ quá, mình phải bớt mỡ lại. Đây, mình bắt đầu xào nhé các bạn. Mình đã đổ vào nồi hết rồi. Bỏ chảo hết rồi. Giờ mình xào hâm nóng lá mì rồi mình đổ thêm tí nước. Tí mình sẽ quay công đoạn mình đổ nước rồi mình để cho nó chín nhé. Đây các bạn, mình đã đổ ít nước rồi. Nước đổ như vừa 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 thôi. Chả là để nó ướt ướt tí thôi. Giờ nó đang sôi rồi. Sôi này tầm có 30 phút. 30 phút là nó chín. Chín tuyệt đối là không để lửa quá mạnh, để lửa hiu hiu thôi, mà cũng không được đậy nắp nha các bạn. Tại vì đậy nắp vô là lá mì nó sẽ bị chua, nó sẽ bị vàng úa, ăn nó không có ngon. Nên mình sẽ để tự nhiên như này rồi nó chín tự nhiên. À, tầm 30 phút nữa là lá mì của mình sẽ chín. Đây mọi người ơi, lá mì của mình đã chín rồi. Giờ có thêm chiên rồi đấy. Coi cũng hấp dẫn đấy, nhìn cũng ngon đấy. Mọi người thử làm theo cách của mình nhé. Có ngon hay không? Nhưng mình đảm bảo là hơi bị ngon đấy.
Thôi mọi người cảm thấy ẩm thực mình làm như nào? Hãy đánh giá và comment, like và subscribe kênh của mình nhé. Và góp ý kiến ủng hộ kênh của mình. Chào mọi người.